Tôi muốn nói chuyện riêng với em gái cậu. Cậu ra ngoài được chứ? Để hôm khác đi cô. Em gái của con mới tỉnh lại, còn đang yếu lắm. Với lại ba và em trai của con sắp qua rồi. Xin lỗi cô. Vậy thì nói 5 phút thôi. Hay, tôi nói luôn trước mặt anh trai của cô nha. Anh ơi, em không sao đâu, anh ra ngoài chút đi. Con đã nói là em gái của con mới tỉnh lại. Cô đừng làm nó bị kích động. Nếu có chuyện gì xảy ra, con không bỏ qua cho cô đâu. Dù cô có là ai đi chăng nữa. Cũng thường thôi. Nhạt nhòa quá, chẳng có đẹp đẽ gì. Làm thư ký, trình độ chắc cũng không cao lắm. Sao cô có thể chài được con trai tôi? Cô thích nó gì cái gì? Địa vị hay tiền? Khó trả lời quá phải không? Nhìn cô là thấy nghèo rồi. Cô thích nó là vì tiền à? Dạ không ạ. Con yêu anh ấy. Hả? Chỉ có mình con yêu anh ấy thôi. Còn anh ấy thì không. Là con đơn phương. Cô vừa nói gì? Cô nói lại coi. Là con đơn phương nên cô đừng có lo lắng. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.